Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay đó là tối ngày thứ ba tại Hoa Kỳ Là ngày 12 tháng 4 ở Việt Nam đó, hôm nay đã là ngày thứ tư rồi Có nghĩa là ngày 13 tháng 4 và chúng ta hôm nay đã nhận được cái thông tin mà mọi người chờ đợi đó chính là cái thông tin liên quan đến chỉ số lạm phát. Nhưng mà trước hết các bạn thấy được là như thường đã chia sẻ đó, thường thì khi mà cái thông tin thực sự được tung ra đó thì trường sẽ đỡ sợ hơn và chúng ta đã thấy là giá cả cũng đã có cái sự đi ngược trở lên một chút từ cái mức giá hôm qua là khoảng 39.100 đô đó. Hôm nay các bạn thấy được là một lần nữa chúng ta lại nằm trên cái mức là 40.000, bây giờ là 40.107. Thì chưa hôm nay thì xanh lại một chút các bạn thấy được là có một số đồng nó cũng xanh hơn. À, và chúng ta thấy được là phần lớn đó hôm nay thì chúng ta đã thấy là BTC tăng thì những đồng kia cũng tăng theo và cái phần trăm tăng trưởng thì nhiều hơn Bitcoin. Nhưng mà chúng ta nhìn vào cái cột á, 7 ngày qua thì các bạn sẽ thấy được là phần lớn thì vẫn là màu đỏ. Chúng ta thấy được là Bitcoin xuống là 12% thì những đồng lớn nó cũng xuống cái phần trăm tương tự khoảng chừng là 12 cho đến 18 20%. Có nghĩa là vẫn là đỏ trong giờ một tuần qua nhưng mà hôm nay đó cuối cùng các bạn thấy được giá cũng đây giữ lại và không tiếp tục đi xuống nữa thì cái thông tin lớn ngày hôm nay là thông tin gì? Đương nhiên các bạn cũng đã biết là thông tin liên quan đến chỉ số lạm phát API Và chúng ta có thể nhìn vào cái thông tin hôm nay được chia sẻ đó hồi sáng này Đó chính là cái chỉ số lạm phát đã lên tới cái mức là con số mấy? Đó chính là con số 8,5% các bạn cũng nên nhớ là cái chỉ số lạm phát mà chúng ta ước tính hôm qua đó Mọi người nghĩ là cái chỉ số lạm phát sẽ khoảng chừng là 8,4% Thì cuối cùng đó, cái chỉ số thật sự đó được chia sẻ là 8,5% chỉ số API trong dòng một năm có nghĩa là cái phần, phần, phần trăm lạm phát hàng tiêu dùng là 8,5% coi như là hơn cái mức ước tính đó, chỉ có 0.1% mà thôi nhiều người cũng coi như là cái mức ước tính đó, nó cũng khoảng đó nhưng mà các bạn thấy được hồi sáng này đó thì chúng ta đã thấy được là thị trường chứng khoán cũng có màu xanh trở lại nhưng mà kết thúc ra thì vẫn là màu đỏ và chúng ta thấy được là chỉ số Dow Jones là xuống 0,26%, chỉ số S&P 500 xuống 0,34% và chỉ số Nasdaq đó thì xuống 0,3% và chúng ta thấy được pre market thì bây giờ đã thì xanh lại các bạn đã thấy được là chỉ số Dow future, S&P future và Nasdaq future đều là màu xanh hiện tại và còn về dầu đó thì một lần nữa đã hơn 100 đô, 151 đô cho một thùng dầu vàng thì các bạn thấy được hôm nay thì cũng dậm chân tại chỗ ở mức 5.974 đô cho một ounce vàng và đương nhiên crypto hôm nay đã, đã xanh trở lại và khi mà chúng ta nhìn vào tình hình tại sao sáng này khi mà cái chỉ số lạm phát CPI đó được chia sẻ thì thị trường chứng khoán là màu xanh nhưng mà kết thúc lại là màu đỏ tại vì các bạn thấy được là cái mà chúng ta nhìn nhiều người coi đây là cái headline inflation mà thôi có nghĩa là đây là cái thông tin được chia sẻ tin tức khi mà chúng ta thấy thông tin này xuất hiện nên thì nhiều người họ sẽ đến cái trang web đó chính là bls.gov đây là trang web chính thức để mà xem cái tỷ lệ phần trăm lạm phát CPI của người tiêu dùng một điều đó là các bạn đã biết ở đây đây là cái chỉ số được công bố đó bởi us bureau of labor statistics mà thôi có nghĩa là đây là cái bộ lao động của hoa kỳ thì đương nhiên cái chỉ số này đó không phải là chỉ số chính xác lắm đâu và thật ra không có một cái thước đo lạm phát nào là chính xác hết tại vì phần trăm lạm phát đó thì chúng ta tính uh, rất nhiều hàng hóa và có nhiều phần trăm lạm phát không tính hàng hóa này hay là không tính hàng hóa kia tại vì người tiêu dùng đã sử dụng những mặt hàng khác công ty sử dụng những mặt hàng khác cho nên nếu như mà tính chung phần trăm lạm phát nó sẽ không có nhiều ý nghĩa đâu vì lý do đó, đó thường người ta dùng một cái chỉ số và người ta dùng chỉ số đó so sánh tháng này và tháng nọ năm này và năm nọ để xem coi là cái phần trăm lạm phát tăng trưởng như thế nào Chứ còn chúng ta thấy được là chỉ số phần trăm lạm phát tính tất cả đó là 8,5% trong giờ một năm. Có nghĩa là chúng ta sẽ thấy được là những gì năm ngoái đó là 100 đô thì năm nay đã là 108 đô và 50 cent rồi. Thì cái phần trăm lạm phát này đó là cao nhất kể từ năm 1981. Mặc dù nhiều người cho là cái phần trăm lạm phát thực sự cao hơn rất là nhiều. Thì đương nhiên rồi tùy theo là các bạn sử dụng hàng hóa nào hàng ngày. Giống như là các bạn là một người mà lái xe nhiều đó thì các bạn sẽ cảm thấy là lạm phát nó cao lắm chứ không phải là chỉ có 8,5% đâu. Tại vì các bạn thấy được là những cái khung này bên à, tay phải đó là màu xanh dương đây là cái chỉ số phần trăm lạm phát liên quan tới lương thực thì lương thực đó là tăng tới 8,8 phần lận và chúng ta thì được là cao hơn cái chỉ số tính chung là 8,5 phần trăm còn qua một bên nữa đó cái thanh mà giống như màu đen này trên màn hình đó, thì các bạn thấy được là liên quan đến năng lượng như là xăng rồi điện đó tăng tới 32 phần trăm lận chứ không phải là chỉ có 8, mấy phần trăm đâu cho nên tùy theo là các bạn tính theo cái mặt hàng nào và các bạn tính theo cái ngành nào. Nhưng mà nói chung đó, thì chỉ số CPI là 8,5% so với tháng vừa rồi cũng lại tăng thêm nữa. Và cái điều mà quan trọng ở đây đó là tại sao các bạn thấy được là chỉ số này được chia sẻ đó thì thường là thị trường sẽ có cái sự di chuyển có thể là lên rồi lại xuống hay là ngược lại xuống lại lên tại vì người ta sẽ lên trên trang web chính thức đó để đọc những tài liệu chi tiết hơn chứ không phải là chỉ lấy cái con số 8,5% này đâu họ sẽ nhìn vào một số điều giống như là các bạn thấy được là thuận có thể nhìn thấy là đây là tài liệu từ tháng 9 của năm ngoái cho đến thời điểm tháng 3 có nghĩa là tài liệu mới nhất ngày hôm nay đó thì các bạn thấy được là bên trên này đó là cái con số tăng trưởng tính theo tháng tháng này của tháng kia giống như là từ à, tháng 8 tháng 9 của năm ngoái đó thì cái phần trăm tăng trưởng lạm phát là 0,4% trong vòng một tháng từ tháng 9 tháng 10 đó thì tăng 0,9% và cứ tiếp tục thì như là thường đã chia sẻ trước đây đó các bạn cũng đã nhớ là cái phần trăm lạm phát tăng trưởng này đã tăng lên tới cái thời điểm là tháng 10 năm ngoái từ 0.4 tới đến 0.9 trên một tháng rồi sau đó tháng 11 tháng 12 rồi tháng 1 đó lại có cái sự giảm xuống thì nhiều người cho đây là dấu hiệu là phần trăm lạm phát đã giảm xuống rồi nhưng mà ngược lại đó tháng 2 mới đây thì lại tăng ngược trở lên và đặc biệt mới đây cái tháng 3 đó đã các bạn thấy được là tăng 1,2 phần trăm rồi thì thuận chia sẻ với các bạn điều này để làm gì các bạn thấy được là trong một tháng đó mà tăng 1,2 phần trăm cao nhất trong thời gian là 6 tháng vừa qua thì điều này đó có hai cái suy nghĩ một đó là người ta nghĩ là đây là cái tài liệu sẽ tiếp tục thúc đẩy phép tháng sau đó sẽ có những cái biện pháp mạnh hơn tăng phần trăm lãi suất mạnh hơn nữa để mà chống lại cái phần trăm lạm phát đương nhiên các bạn thấy được là khi mà Fed tăng lãi suất tức có nghĩa là siết chặt cái nguồn tiền thì siết nguồn tiền đó là có cái hiệu ứng là có thể là giảm cái sự tăng trưởng và hạn chế phần trăm lạm phát theo lý thuyết là như vậy thì có nhiều người nghĩ đây là cái thông tin không được tốt đâu tuy là các bạn thấy được là cái sự chẩn đoán đó là cũng không có khác gì so với nhiều người ước tính ngày hôm qua là 8,4 hay 8,5 thì coi như cũng cỡ đó mà thôi nhưng mà cái sự tăng trưởng tháng này và tháng nọ đó chính là cái điều mà làm cho người lo lắng cho nên đó là lý do thường nghĩ tại sao mà lại có thêm một đợt bán hôm nay trong thị trường chứng khoán và ngược lại đây thì một số người nghĩ là chúng ta có thể đã tới hồi kết rồi cái phần danh lạm phát thiên nhiên vẫn sẽ tiếp tục tăng nhưng mà cái tốc độ tăng có thể là đến cái mức trong giờ một tháng tăng 1,2% đó là có thể do cái một phần là góp vào từ cái chiến tranh giữa nga và ukraine lúc mà mới bắt đầu đó, từ tháng vừa rồi thì có thể nhiều người nghĩ là cái phần trong lạm phát nó cũng sẽ ngưng ở đây chứ không có tiếp tục tăng mạnh như vậy nữa đương nhiên sẽ tiếp tục tăng nhưng mà cái sức tăng đó, nó sẽ giảm đi theo thời gian đó là hai cái cách suy nghĩ đương nhiên chúng ta thực sự là không biết được là tương lai sẽ ra sao không có gì chắc chắn hết đó chỉ là những cái trader những nhà đầu tư họ có những cái suy nghĩ như thế nào trong cái bối cảnh tình hình lạm phát như thế này mà thôi nhưng mà các bạn thấy được là ít ra đây thị trường cũng đã coi như ổn định hơn so với là ngày hôm qua. Hôm qua rất là đỏ và đỏ khắp nơi, tại vì tự nhiên chúng ta đã thấy được nhà trắng nó lại đưa cái thông báo liên quan tới họ nghĩ là phần trăm lạm phát sẽ cao một cách bất thường. Thì nhiều người hôm qua có những cái suy nghĩ là có thể là CPI đây chỉ số này hôm nay có thể là lên 10%, có nhiều người nói là 12, 14%, nhưng mà cuối cùng thì cũng không có nhiều như là mọi người nghĩ cũng tương tự như là cái ước tính. Cho nên chúng ta thấy được là hôm nay thì trường nó cũng đỡ sợ hơn một chút. Nhưng mà Thuận thì vẫn không biết tại sao mà hôm qua Nhà Trắng không đợi cho tới ngày hôm nay chỉ số chính thức được chia sẻ mà lại đưa ra cái thông báo như vậy Ngoại trừ là họ muốn bắt đầu là mọi người đó nghĩ là cái phần trăm lạm phát tăng cao là tại vì chiến tranh giữa Nga và Dược chứ không phải là vì cái sự in tiền trong mấy năm qua đó là suy nghĩ cá nhân của thùng mà thôi nhưng mà đây là thông tin lớn nhất liên quan đến lạm phát mà chúng ta cần phải nên biết hiện bây giờ và đương nhiên điều này đó sẽ có ảnh hưởng đến thị trường tài chính nói chung và đương nhiên sẽ có ảnh hưởng đến thị trường crypto của chúng ta nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và trong cái video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là một cái sàn giao dịch có tên là Delta Exchange Và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay Thì Delta Exchange sẽ là một cái sàn giao dịch số 3 trên toàn cầu về khối lượng giao dịch quyền chọn Với đủ các loại giao dịch Spot, Future, Option hàng trăm cặp giao dịch altcoin USDT phổ biến khi mà giao dịch future giao dịch quyền chọn với 8 đồng coin top như là Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, Solana, Link, AVAX, Matic khối lượng giao dịch trung bình hàng tỷ đô la mỗi ngày và cũng như những sàn giao dịch khác như là FTX.com hay là Binance thì FTX.com thì có token FTT Binance thì có token BNB, Delta Exchange cũng phát triển một token riêng cho sàn đó chính là token DITO với tổng cung là 500 triệu token, hiện đang lưu thông trong thị trường hơn 75 triệu token với cái market cap rất là nhỏ. Delta Exchange cũng là một sàn có kế hoạch list token của mình lên các sàn khác để mà tăng tính thanh khoản của token. Nếu như phát triển tốt thì token của sàn luôn là lựa chọn có phần tốt hơn đối với các token khác của các dự án thông thường. Tất nhiên như thường lệ đây chỉ được xem là thông tin thuận đem đến cho các bạn không được xem là lời khuyên đầu tư Thì nói sơ một chút về đội ngũ phát triển của Delta Exchange Thì nhà sáng lập đó là Pankaj Palani giữ chức vụ giám đốc điều hành Pankaj là một người dạng kinh nghiệm trong kinh doanh và giao dịch Có kinh nghiệm chuyên sâu về các công cụ phái sinh, tài chính, định lượng và thị trường chứng khoán châu Á Pankaj là tốt nghiệp đại học IIT Delhi và có bằng MBA tại trường kinh doanh Ấn Độ. Người thứ hai đó là Chitender Tulkas, là giám đốc kinh doanh. Thì Chitender đã từng làm việc với tư cách là nhà phân tích chứng khoán của công ty CD Group ở Ấn Độ và là nhà đầu tư tổ chức GIC ở Singapore. Chitender cũng là cựu sinh viên của IIT, Carlsberg và Đại học Quốc gia Singapore có bằng MBA của trường kinh doanh Ấn Độ. Người thứ ba đứng sau lưng đó, đó chính là Soap Goyal, là giám đốc công nghệ. Sysoft là người đồng sáng lập ra Housing.com và Tiny Owl. Cả hai công ty này đều được mở rộng quy mô tốt và huy động được tiền từ các quỹ đầu tư mạo hiểm như là Subbank và Sequoia. Trước khi mà họ được mua lại, Soros cũng đã từng là giám đốc kỹ thuật tại Hotstar. Soros học khoa học và kỹ thuật máy tính tại ITT Bombay. Các nhà đầu tư hiện tại của Delta Exchange như là AV, Cabin Network, Sino Global Capital. Token Delta và sàn Delta đang ở giai đoạn sớm để các bạn có thể tìm hiểu và tham gia các thông tin chi tiết như thường lệ Tôi sẽ để bên dưới cái video này để các bạn có thể tham khảo thêm và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay delta exchange và để các bạn hiểu được cái phần trăm lạm phát ảnh hưởng như thế nào đối với lại tình hình của nền kinh tế đó các bạn thấy được là chúng ta không có làm gì hết đó, thì phần trăm lạm phát có thể là không được quản lý và trên màn hình đó, đây là một cái tài liệu được chia sẻ bởi crypto crunch thì CryptoCrunch chia sẻ một cái biểu đồ các bạn thấy được biểu đồ này đó là có những con số đây là con phần trăm lạm phát và ở những cái mức này đó thì phần trăm lạm phát lên cao đó thì người dân sẽ có những cái cách xử lý như thế nào nếu như mà không được quản lý giống như các bạn thấy được là lạm phát nếu như mà lên tới mức là 13% đó nhiều người nghĩ là cái phần trăm lạm phát thực sự đã lên tới mức này rồi chỉ là cái chỉ số CPI đó thì nó thấp hơn là cái chỉ số thật mà thôi tại vì sao tại vì các bạn nên biết đó là cái phần trăm lạm phát không phải là chỉ ảnh hưởng riêng à, đến người tiêu dùng đâu mà ảnh hưởng đến tất cả những cái phúc lợi xã hội lương hưu tất cả những gì mà liên quan đến chính phủ đó. khi mà phần trăm lạm phát tăng cao thì những cái phúc lợi xã hội đó những cái lương hưu đó của chính phủ đó cũng phải tăng để cho người dân có thể là nhận được cái phần tiền nó có thể là sử dụng được chứ nếu như vậy đó cứ giữ nguyên một chỗ thì cái tiền những người đó lãnh được đó sẽ không có đủ để họ chi trả đâu và đây cũng là một trong những cái điều mà nhiều người thường hay chỉ trích liên quan đến chỉ số cpi nó không thực tế lắm nhiều người nghĩ là các phần trăm lạm phát thực sự hoa kỳ bây giờ đã lên tới 13% thì ở cái mức này đó chúng ta có thể thấy người dân có những cái Hiện tượng gì? Đó chính là cái hiện tượng là người dân đã có thể là ít ra ngoài ăn và điều này đã bản thuận và ngay cả bạn bè thuận cũng thấy được là có một số người họ cũng đã giảm bớt đi cái việc là ra ngoài ăn tại vì các bạn thấy được là đi ăn bây giờ thì có nhiều nơi cần phải chờ đợi tại vì không có nhiều nhân viên phục vụ và cái giá tiền nó lại mắc cho nên vì lý do đó nhiều người đó đã lựa chọn là không cần thiết thì không ra ngoài ăn và đương nhiên điều này sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp với quán ăn trực tiếp tới những nơi mà cung có thực phẩm trực tiếp tới nhiều thứ và nếu như mà cứ tiếp tục đó mà các bạn thấy được là phần trăm lạm phát mà lên tới 15% thì người dân sẽ bắt đầu là lái xe ít hơn tại vì lúc đó chúng ta thấy được là cái xăng dầu nó có thể rất là mắc và chúng ta cứ tiếp tục lên tới 20% đó thì có thể là người dân sẽ bắt đầu có những cái động thái như là họ sẽ quỷ bỏ những cái mà họ cần phải đóng hàng tháng giống như là cái hội viên của gym hay là hội viên của bất cứ một cái gì đó mà họ không cần sử dụng nữa, họ sẽ quỷ những cái đó và đi ảnh hưởng đi công ty đó rồi. Nếu như phần trăm lạm phát tiếp tục tăng lên 22% đó, thì người dân có thể là không xài hàng hiệu nữa mà họ sẽ xài những cái hàng mà nó có cái giá bình dân hơn đương nhiên này sẽ làm ảnh hưởng đến những công ty mà bán hàng hiệu và đương nhiên ảnh hưởng đến những nơi mà cung cấp những vật liệu để làm những cái mặt hàng đó và đương nhiên ảnh hưởng đến những nhân viên của những công ty đó và nếu như tiếp tục lên tới 29% đó, thì người dân sẽ không có đi du lịch nhiều đâu và đương nhiên sẽ ảnh hưởng các bạn cũng đã biết rồi kế tiếp đó, 32% thì người dân có thể là sẽ cố gắng lái cái xe của mình nó càng lâu càng tốt và không mua cái xe mới nếu như phần trăm lạm phát lên tới 35 phần thì các bạn thấy được là bắt đầu sẽ có những cái như là họ sẽ không có sống nổi chúng ta thấy được là trong thời gian một năm mà tiền mất giá 1 phần ba thì người dân sẽ bắt đầu là họ cần phải dùng thẻ tín dụng nhiều hơn họ có thể là vay mượn tiền và lên tới 39 hay là 53 thì khỏi nói rồi tình hình sẽ rất là tệ vì lý do đó đó phần trăm lạm phát ảnh hưởng rất lớn đối với nền kinh tế cho nên Fed không thể nào mà không làm gì hết. Mặc dù biết là mỗi một lần mà Fed tăng lãi suất hay là siết chặt nguồn tiền bằng cách là bán đi trái phiếu đó, thì thị trường sẽ là màu đỏ. Biết điều đó và đó cũng không phải là điều mà Fed muốn đâu. À, các bạn cứ nghĩ đi. Bây giờ nếu như các bạn là tổng thống của Hoa Kỳ, không biết các bạn là ai, các bạn là tổng thống Hoa Kỳ, thì các bạn muốn điều đó xảy ra hay là không? Đương nhiên tổng thống thì không có cái quyền hạn để bắt Fed phải làm này làm kia. Nhưng mà các bạn thấy được là hai bên cũng làm việc chặt chẽ với nhau, thì đương nhiên không ai muốn hết. Nhưng mà không một cách nào khác Bây giờ chỉ còn cách này mà thôi Vì lý do đó từ nhiều rồi các bạn cũng đang thấy được là Fed có một cái chiến lược là hàng ngày cho những cái thống đốc, những cái người mà dẫn đầu Fed đó, lên trên đài truyền hình Bắt đầu là chia sẻ thông tin lạm phát cao cỡ nào để cho người dân lo sợ là bắt đầu là thị trường Sẽ tự có cái sự điều chỉnh trong cây thị trường trái phiếu cho nên Fed có thể là không cần phải tăng lãi suất nhiều như vậy Nhưng mà đó là điều Thuận muốn chia sẻ ở đây Và có một số bạn hỏi Thuận đó Nhưng mà Thuận có chia sẻ những thông tin liên quan tới lạm phát tăng Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào cái chỉ số đồng đô la đó Cái chỉ số DXY Thì chúng ta đây thấy được là từ năm ngoái đó Bắt đầu là khoảng chừng cuối tháng 5 của năm ngoái Thì đồng đô la càng ngày càng mạnh lên Tại sao vậy? Tại sao chúng ta nói lạm phát cao thì tiền mất giá mà đồng đô la DXY đó chỉ số này lại tăng và tăng như vậy các bạn nên nhớ, cái chỉ số DXY này đó là cái chỉ số so sánh đồng đô la với lại một số những cái đồng khác ở trên thế giới như là chúng ta nói tới đồng euro, đồng yen của Nhật Bản, đồng pound, sterling của nước Anh, Canadian dollar của Canada, Swedish krona và Swiss franc. Các bạn thấy được là phần lớn nó là so sánh với lại đồng euro là nhiều nhất là 57,6%, rồi kế đó là đồng yen 13% mà Pound Sterling của nước Anh là 12% Thì có nghĩa là đây là cái chỉ số so sánh cái sức mạnh của đồng đô la với những cái tiền của quốc gia khác Mà các bạn cứ nghĩ đi, lạm phát đang tăng mà đồng đô la ngày lại càng mạnh hơn so với lại những đồng của những quốc gia khác Thì điều này nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là những đồng của những quốc gia khác đó lạm phát còn cao hơn cả Hoa Kỳ có nghĩa là đồng của họ còn mất giá nhanh hơn là Hoa Kỳ nữa đó là lý do tại sao mà đồng đô la lại tăng chứ dù đề thuận chia sẻ với các bạn hàng ngày đó là thông tin liên quan tới đồng đô la liên quan đến thị trường tài chính Hoa Kỳ nhưng mà các bạn nên biết là lạm phát làm cho tiền mất giá là không phải là một cái sự kiện của riêng Hoa Kỳ đâu mà cả thế giới là như vậy và đặc biệt các bạn nhìn vào cái sức mạnh đồng đô la thì cũng đủ hiểu là đồng đô la đang mất giá mà còn mạnh hơn so với những đồng này thì những đồng này mức giá còn nhiều hơn cơ đồng đô la nữa đó là điều mà thường muốn chia sẻ ở đây mặc dù là chúng ta thấy được là phần trăm lạm phát cao như vậy đó nhưng mà chỉ đáng tiếc là hôm nay chúng ta lại nhận thêm thông tin liên quan tới công ty Celsius thì Celsius là một cái công ty cũng tương tự như là công ty BlockFi mà các bạn gửi lấy lãi đó hay là công ty Nexo nhiều công ty tương tự trên thị trường này rồi nhưng mà Celsius là một những công ty lớn ở Hoa Kỳ thì cuối cùng họ cũng đi theo gót chân của BlockFi hay là Nexo và đã ra cái thông báo đó là người dân bình thường ở Hoa Kỳ thì sẽ không thể tiếp tục nhận được cái lãi đến từ sau sự bắt đầu từ ngày 15 tây và tương tự như BlockFi nếu các bạn đã có tiền ở trên cái ứng dụng Celsius thì sẽ tiếp tục có thể nhận được lãi nhưng mà không thể nạp thêm tiền mới vào tiền mới nạp vào sẽ không có lãi đó là điều đầu tiên Điều thứ nhì nữa đó là điều này sẽ bắt đầu từ ngày 15 tây Có nghĩa là các bạn nếu như muốn gửi tiền vào Celsius Thì các bạn cần phải gửi trước ngày 15 tây Nếu như muốn cái số tiền đó bắt đầu nhận được lãi và điều thứ ba đó là những gì thường chia sẻ liên quan tới Celsius là cũng tương tự như BlockFi và Nexo chỉ ảnh hưởng đến người dân của Hoa Kỳ mà thôi các bạn ở Việt Nam các bạn sử dụng Celsius các bạn ở một nước khác các bạn đang sử dụng Celsius thì sẽ không có ảnh hưởng gì đâu chỉ ảnh hưởng đến người dân của Hoa Kỳ mà thôi và nếu các bạn là một nhà đầu tư chuyên nghiệp đó hay họ gọi là accredited investor những là những đầu tư mà có tiền đó thì các bạn có thể là verify và các bạn có thể là tiếp tục sử dụng Celsius như là trước đây nhưng mà người dân bình thường thì sẽ không được đâu thì đáng tiếc mà thôi tại vì các bạn thấy được là bây giờ ở Hoa Kỳ đó thì hầu như những cái dịch vụ như là Celsius BlockFi Uh, Nexo như là chúng ta thấy được là Coinbase đó, họ muốn cái dịch vụ này cũng chưa có thì đã bị SEC uh, không cho có dịch vụ này rồi và cái dịch vụ mình thường nói tới là cái dịch vụ mà các bạn gửi tiền lên trên những cái ứng dụng này để mà lấy lại đó thì các bạn thấy được là Hoa Kỳ đó làm phát thì tăng cao mà dịch vụ này đó thì lại bị ngưng ở khắp nơi chúng ta bây giờ thực sự thường chỉ còn biết có hai công ty lớn nếu các bạn là người dân Hoa Kỳ mà có thể tiếp tục gửi lấy lại đó chính là sàn Gemini và thứ nhì đó là Crypto.com nhưng mà thường nghĩ là cái này chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi tại vì những dịch vụ tương tự đó thì cũng đã không cho hoạt động rồi đương nhiên BlockFi nói là họ đang làm việc với lại scc à, để cho ra một cái dịch vụ mà được chấp thuận đó, không biết chừng nào thì mới à, duyệt được nhưng mà thường nghĩ là sẽ một thời gian đó, người à, hoa kỳ sẽ khó khăn để có thể là gửi lấy lại tiền kỹ số của mình trong khi mà các bạn thấy là người uh, Hoa Kỳ đó thì phần lớn họ chỉ muốn có một cái mảng đầu tư nào mà có cái độ tin cậy cần thiết và cho họ một cái phần tiền lãi mà thôi các bạn thấy được là ngay cả khi mà chúng ta gửi những cái dịch vụ như là chúng ta nói tới crypto.com hay là BlockFi đó thì các bạn gửi đồng ổn định ấy, các bạn chỉ nhận được cái phần trăm lãi suất chỉ có là 6 phần trăm 7 phần trăm mà thôi trong khi chúng ta mới vừa thấy đó là phần trăm lạm phát bây giờ đó đã lên tới 8 8,5% rồi Có nghĩa là cho dù các bạn nhận được 7% một năm Các bạn vẫn đang bị mất giá tiền là 1,5% nhưng mà như người thì đối với họ như đó cũng là đủ để họ giữ được cái giá trị tiền của họ rồi Chứ còn nếu như không thì cũng đâu còn nơi nào để họ trú ẩn đâu Ngoại trừ là họ phải chấp nhận nguy hiểm cao hơn có thể là họ không thích Nhưng mà họ cũng phải chấp nhận mà thôi tại vì tình hình thị trường là như vậy Chứ còn các bạn cứ nghĩ đi chúng ta nói tới trái phiếu bây giờ đó là trái phiếu 10 năm mà chỉ có cái à, phần trăm tiền lời có 2, mấy phần trăm mà thôi thì làm sao các bạn gửi được. Chỉ đáng tiếc là đây là tình hình ở Hoa Kỳ hiện tại mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn. Đương nhiên như bài nào mà đang giữ tiền ở những cái ứng dụng như là BlockFi hay là Celsius mà các bạn sống ở Hoa Kỳ thì để để bạn không cần phải làm gì hết. Cái số tiền các bạn đang gửi vẫn tiếp tục lấy được lãi, chỉ là các bạn không thể nạp thêm tiền mới mà thôi. Nhưng mà không phải tin tức nào cũng xấu đâu các bạn, các bạn đang thấy được là ngày hôm nay Chúng ta lại thấy một cái buổi live của Janet Yellen Janet Yellen đó chính là Bộ trưởng Bộ Tài chính hiện tại của Hoa Kỳ Và trong cái buổi live này đó thì có một cái phần mà Janet Yellen đó Giải thích về Bitcoin và công nhận Satoshi và cái sự sáng chế ra một cái mạng lưới blockchain bitcoin mà không cần phải dựa vào một bên thứ ba nào hết các bạn thấy được đây là một cái tiến triển rất là tốt luôn tại vì đây là đã từ lâu không thích bitcoin và crypto rồi các bạn đã nhớ là trước đây đó Janet Yellen là chính là cái chủ tịch của fed giống như là bây giờ chúng ta thấy john Powell rồi chủ tịch fed trước đây đó Janet Yellen là là chủ tịch của fed trong cái nhiệm kỳ đó Và các bạn thấy được là trong một cái buổi Ở quốc hội đó Thì các bạn có thể nghĩ là ai đó photoshop từ bài Bitcoin Sau lưng của bà ta Đây là tài liệu năm 2017 nhưng mà không phải đâu Lúc đó thật sự là có một cái thực tập viên đó Đã viết cái chữ bài Bitcoin Và để lên Để cho cái ống kính truyền hình có thể thấy được và đây đó là ngày 12 tháng 7 năm 2017, thời điểm đó đó giá BTC chỉ có 2.418 mà thôi, các bạn thấy được là nhiều người cho là cái thực tập viên này thường nhớ là cuối cùng cũng đã bị sa thải nhưng mà thực tập viên này đó à, đã đưa ra một cái lời khuyên đầu tư còn tốt hơn cho người Hoa Kỳ hơn là những cái câu trả lời của Chủ tịch Fed lúc đó, đó chính là Janet Yellen, bây giờ là Bộ trưởng Bộ Tài chính của Hoa Kỳ, nhưng mà sau nhiều năm đó thì thực sự mà nói là hai tuần qua thật, chúng ta cũng đã thấy được là bộ trưởng tài chính Janet Yellen cũng đã có một cái suy nghĩ tốt hơn về thị trường này không biết gì một cái lý do nào có thể là ai đó đã đã thông được cái sự suy nghĩ của bộ trưởng tài chính của Hoa Kỳ bây giờ thì bà ta hầu như cũng đã nghiêng về crypto nhiều hơn và đây là một trong những người chúng ta muốn đứng về phía của crypto cũng là một thông tin tốt liên quan đến pháp lý mà tôi muốn chia sẻ với các bạn